Đồ Gỗ Ông Thủy Tiến Thịnh kính chào quý vị và các bạn. Tối hôm nay Đồ Gỗ Ông Thủy Tiến Thịnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc bình phú quý được tiện từ gỗ bơ mu. Đây là một trong những cái gốc của cây bơ mu. Thì bình có chiều cao là 48 cm, chưa tính nắp, nắp là 12, tổng là 60, tổng là 50 cm. Và có đường kính là 28 cm với cân nặng 22 kg. Thì đây là một chiếc bình vân cực kỳ đẹp. Độ vàng ngóng của gỗ nó già, già đanh. Đây là những cái gốc đe tiện này, cái phần chun sụn. Vân rất đẹp chứ không phải hàng thân. Quý khách quan tâm đến sản phẩm xin liên hệ số hotline 0986 191919 hoặc truy cập website www.đogoonguthuy.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý khách xem kênh thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, share để tạo động lực cho Đồ Gỗ Ông Thủy Tiến Thịnh cho ra những clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you for watching.